Trứng rang cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cầu cơ. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Huỳnh Như nè. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một món cũng khá là đặc biệt và rất là siêu cay luôn cả nhà ơi. Đó chính là một cái món liên quan tới trứng. Ok, và trứng vịt thì hồi mình sẽ luộc nè, mình sẽ kho nè, mình sẽ chiên nè, mình sẽ làm nhiều thứ rất là khác nhau luôn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ lấy trứng vịt đi sốt ớt, mà không phải là trứng vịt bình thường đâu nha. Nhà mình có 4 con vịt đó, ngoài sau lưng mình đó các bạn có thấy không, 1, 2, 3, 4 con đó, 4 con vịt màu trắng. Thì nó không phải là đẻ trứng bình thường đâu nha, nó đẻ toàn là trứng hộp vịt lộn không à. Không biết có thiệt hay không thì xin mời các bạn hãy cùng theo dõi mình nhé. Đó nè, đây nè, các bạn có thấy không, đó nguyên một rổ trứng luôn nè, mình mới vừa ăn cắp ở trong nhà ra. Thì mình nghĩ đây là trứng của mấy con vịt thì cha mình lụm vô để trong rổ này để mà bán đó các bạn, cho nên là mình đã quyết định ăn cắp của cha mình rồi. Mình lén lén ra vườn mình mới la làng lên nè, chứ thôi hả, la làng ở trong nhà cha mình biết quýnh mình tét đít luôn á các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đem vô nhà chòi. Đây nè, mấy cái trứng nhìn ngon ghê chưa. Bây giờ thì mình sẽ đem rửa rồi luộc nó lên nha các bạn. Mình mới vừa đi múc một cái thao nước ở bên nhà hàng xóm á, tại vì bên nhà mình hết nước rồi các bạn ơi. Hiện tại á là nước ở dưới sông thì nó đã bị nhiễm phèn rồi, với lại á nhà mình đang mà kêu lắp ống để mà gắn nước bung tên á để xài, chứ thực chất nước giếng bây giờ bơm nó không có lên nữa. Nhà mình đang thiếu nước trầm trọng luôn các bạn ơi, cho nên mình phải tiết kiệm nước. Xin một ngày được nó có chút xíu, rồi vài bữa nữa người ta gắn nước bung tên thì sẽ đỡ hơn. Ok, bây giờ thì mình sẽ bẻ củi để mà bỏ vô trong cái bếp lửa. Mình sẽ luộc hộp vịt nha các bạn. Không biết là hôm nay cái món này nó sẽ như thế nào đây. Mình rất là háo hức để chờ mong kết quả của nó luôn. Tại vì khói mình bị ho chứ không phải mình bị corona đâu. Mấy bạn đừng có cách ly mình nha. Đừng nha, đừng nha. Nha, đừng nha, đừng nha. Ok, đã có lửa rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình chỉ cần chờ cho hộp vịt chín rồi mình sẽ sót ớt thôi. Còn bây giờ cái một điều mà bình thường mình hay làm đó chính là xay sinh tố ớt. Ok, let's go. Trứng rang cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cầu cơ. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Yêu không cần cớ, cần cầu cơ. Mình sẽ làm ít ớt lại, tại vì á, mẹ mình vì lớn tuổi rồi cho nên cũng không có ăn cay được nhiều, cho nên mình đã làm ít ớt lại. Ok, trong thời gian chờ đợi cái hộp vịt của mình nó sôi thì mình sẽ cho vào đây một xíu muối nha. Cho vô một miếng bột ngọt. Cho vô một miếng đường. Cho vô một miếng hạt nêm. Để một chút xíu mình sẽ xào cái hỗn hợp này lên các bạn ơi. Đó, ta nói một chút xíu nữa nó ngon một cái ngang, nó cay một cái ngang. Để bây giờ mình nếm thử coi nha. Nó cay một cái ngang. Hét cả lửa luôn á. Chơi ngu thiệt chứ. Ok, bây giờ ra thăm hộp vịt lộn của mình xong rồi mình sẽ sốt cái ớt này nha các bạn. Wow, cái nồi hộp vịt lộn của mình nè, nó đã sôi dữ lắm rồi, mình sẽ nhắc xuống nha các bạn ơi. Wow, đã
Đây là cái chảo ớt của tôi nha mọi người. Hồi nãy mình có thêm vô đây một chút xíu nước cho nó dễ sốt các bạn ơi, chứ không phải là mình xay thêm ớt đâu nha. Nè, cho vô. Wow. Ok các bạn ơi, mình đã lấy mấy cái trứng vịt ra rồi, có mấy cái trứng bể nó bị gì á, cho nên là mình đã bỏ ở trong nhà rồi. Còn lại số này thì mình sẽ đập vô cái mâm này, xong rồi mình sẽ chế ớt lên nha các bạn. Khá là nóng luôn nè. Không biết là... Wow. Thơm quá à. Trời ơi. Chảy nước ra nè, ngon quá ha. Để mình sẽ đập ra một con nữa nha. Bây giờ đó. Wow. Wow, cái ớt của mình nó đã sôi quá trời nè các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ nhắc đem lại cái chỗ mà mình để hộp vịt cho mẹ mình ăn đó nha. Đây nè, mình đã lấy ra hết trơn rồi nè, thấy không, ngon quá ha. Wow, hộp vịt của mình rất là ngon luôn nè. Bây giờ ha, mình sẽ chế ớt vòng vòng vô nha. Đó, quá là ngon luôn các bạn ơi. À, phải nói là cái mùi cực kỳ là hấp dẫn luôn nha. Mình thấy cái màu sắc là mình đã chảy nước miếng rồi nè các bạn ơi. Không còn chần chừ nữa, mình phải kêu mẹ mình ra ăn chung với mình thôi. Wow, thơm quá các bạn ơi, không cần chờ gì nữa. À quên nữa, đây, nếu như mà nói về cái phần mà làm đọc hộp vịt lộn sốt với ớt á, thì mình không thể nào mà thiếu đậu phộng hết. Bỏ đậu phộng vô cho nó bùi bùi, béo béo ăn cho nó ngon hơn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắt hộp vịt lộn. Bây giờ mình sẽ gắt đậu phộng theo cái kiểu mà quý tộc nha các bạn. Các bạn có thấy dễ thương không? Chứ mình thấy thấy ghét quá à. Thôi kệ đi, bình thường. Ok, mình có đem một cái ghế cho mẹ mình ra rồi đây nè. Mẹ mình đang chuẩn bị ra nha các bạn. Ngồi đợi mà mẹ mình một chút xíu, mẹ mình ra thì hai mẹ con mình sẽ cùng với tất cả mọi người ở đây, chúng ta sẽ hưởng thức cái món hộp vịt lộn sốt ớt siêu cay, siêu cay của mình nha. Mình đã có chuẩn bị hai cái muỗng, ý lộn ba cái muỗng, có gì mà lỡ mà nó rớt một cái xuống đất rồi thì còn hai cái muỗng hai mẹ con mình ăn. Dư ơi, ăn hộp vịt lộn là phải có muối tiêu mấy ngon con ơi. Đi nữa, con mẹ có làm phải không? Mẹ làm rồi hả? Mẹ làm sẵn trong nhà bưng ra. Wow, nè mẹ ngồi ghế đi, con có nhắc cái ghế nè. Mấy bạn ơi, muối tiêu chanh nè, bây giờ mình sẽ nặn tắt vô. Muối tiêu chanh mình sẽ nặn tắt vô. Coi ngáo ghê không? Wow, chàng chè rất là ngon luôn. Có một xíu ớt vô nữa là ăn cực kỳ đã luôn. Đó, đấy chưa. Nó ngon một cái nha. Không còn chần chờ gì nữa, xin mời các bạn cùng mẹ mình sẽ hưởng thức cái món hộp vịt lộn sốt ớt này nha. Chào các bạn. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào cô chú bác, chào các con các cháu gì đó. Ok, bây giờ xin mời các bạn hãy cùng hai mẹ con mình ăn hộp vịt lộn sốt ớt này nha. Mời các bạn ăn hộp vịt lộn sốt ớt chấm muối tiêu với cô với Nhân nha. Đó, chấm vô một cái. Ăn nguyên trứng luôn nha mẹ. 2, 3, vô. Cái miệng của mình say bự lắm cho nên là ăn hết nguyên trứng hộp vịt lộn luôn các bạn ơi. Okay. Mẹ ăn trên này nè, con để ít ớt nha. Mẹ đừng ăn dưới này nhiều ớt. Nó ngon một cái nha. Ai làm cái muối tiêu mà nó ngon dữ vậy trời. Mẹ làm chứ. Ăn hộp lộn mà không thể nào thiếu món muối tiêu. Sốt ớt sốt cũng phải chấm muối tiêu. Ăn chung với rau găm nó rất là ngon luôn. Nếu như mà không có rau găm á thì mình ăn nhiều hộp vịt lộn quá mình sẽ bị Mình sẽ để một miếng đậu phộng lên cái trứng hộp vịt lộn này nha. Đó, tôi nói nó ngon một miếng nha. Đó, chấm một miếng muối tiêu. Xin mời các bạn nha. Nó béo mà nó ngon một cái nha. Muối tiêu nó mặn mặn chua chua.
hộp vịt nó béo béo bùi bùi, thêm cái đậu phộng nó béo béo nữa, nên nó ngon. Với lại nó còn nóng á mà, ăn nó ngon ha. Mời các bạn nha. Vô. Cái con này nó vừa ăn chứ nó không có bự nha. Nè, nó vừa nó mới có nhú lông mà nó chưa, cái lông nó chưa có nhiều. Ngon không? Cái con ăn miếng. Biết hộp vịt đâu ngon không? Mẹ. Hộp vịt mình đẻ đó, nhà mình đẻ đó. Nani? Vịt nhà mình đẻ làm gì có hộp vịt lộn? Thì cũng thấy một gỗ hộp vịt trong nhà mình đó, thì tháng nào không lụm trứng. Hộp vịt lộn này cha mày mới mua gì không để chiều không nhậu hay gì đó mày lấy mày ăn rồi giờ mày nói hộp vịt lộn. Vịt nhà đẻ hộp vịt lạc, không có có ai mà ấp đâu mà có lộn. Trời ơi, con tưởng hộp vịt nhà mình nó đẻ, con lấy con ăn nè. Dạ, mua đừng chiều không nhậu hay gì đó. Thôi, cho ổng khỏi nhậu luôn đi. Ổng nhậu, ổng ho hoài à, tối nào ổng cũng ho hết trơn á. Con lấy vậy là lỡ rồi, con lấy con ăn luôn. Mà mẹ thấy con làm món này ngon phải không? Món này ngon. Con tưởng đâu hộp vịt lộn này là nhà vịt mình nó đẻ chứ. Vịt nhà đẻ ai ấp đâu mà lộn. Lỡ chiều nay ổng hỏi hai mẹ con mình rồi trả lời sao tại? Thì không hỏi thì lẻn lẻn rồi đi chỗ khác chứ sao. Lẻn lẻn cười cười rồi đi ha. Rồi ổng lén đi nha. Chứ ở đó ổng hỏi ổng đang hồi rồi ra ổng ruột chạy tép. Tép ông mà tép cứt cái đấy. Wow, rất là ngon luôn các bạn ơi. Hôm nay cho mình làm cái món này nó cực kỳ là hấp dẫn luôn. Với lại mình ăn giữa buổi trưa như vậy nè, cực kỳ đã, cực kỳ cay, cực kỳ khoái luôn các bạn ơi. Và chắc lẽ là bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây rồi. Tại vì chút xíu nữa mình sẽ đi về nội mình ăn đám giỗ. Thì cha mình đi trước rồi, bây giờ mình sẽ đi sau nha các bạn. Rất mong là các bạn sẽ thích video này cũng như là like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mình hứa sẽ làm nhiều video hoặc hay và hấp dẫn hơn nữa để cho các bạn xem. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye, tạm biệt. Nhớ đăng ký cho Như Ú cô nha các bạn. Yeah, bye.